những người mà sống năm mươi mấy sáu mươi mấy bảy mươi mấy tuổi nếu như quý vị mà ngồi bình tĩnh suy nghĩ thì cái khoảng thời gian mấy chục năm cuộc đời của mình nếu để lên bàn căn khổ nhiều hơn vui quý vị à đa phần ai đến cõi đời này đều là khổ nhiều hơn là vui Nhận được thì ít mà cho ra thì rất nhiều. Đây là nói cái câu thế gian, nhận được thì ít, cho ra thì rất nhiều. Nhưng trong Phật pháp thì đi ngược lại. Thích cho ra hơn là thích được nhận. Bà cụ kia bà nói với những đức một câu rằng Lúc trước cứ thường quán trách những đứa con Tại sao mình đối xử với nó quá nhiệt tình Mà nó đối xử với mình lại tính toán như vậy Tại sao? Cứ đặt câu hỏi tại sao? Mà làm cho mình phải khổ tâm Sau này nghe thầy giảng Con mới không nói hai chữ tại sao? Những đứa hỏi Bà có thể không nói hai chữ tại sao? là phải có phương pháp chứ. Thì bà nói rằng nhờ nghe lời thầy nhớ Phật niệm Phật, Nhưng đức nói đúng. Nhớ Phật thì quên khổ, mà quên Phật thì nhớ khổ. Bà nhớ đó. Nếu như trong lòng của bà hờn trách, thì cái cõi đời này ai bà cũng hờn trách. Nếu như trong lòng của bà tha thứ Thì cái cõi đời này Ai bà cũng tha thứ hết Vì sao? Vì mình tin nhân quả Phật dạy Muốn biết nhân đời trước Xem quả báo đời này Muốn biết quả báo đời sau Thì nên xem cái nhân đời này Nếu là hờn trách Vậy thì mình không tin nhân quả mình không tin lời Phật dạy Mình đã từng gieo cái nhân này Nên mình gặp quả báo này Mình đã từng bắt hiếu với cha mẹ mình Thì bây giờ con mình bắt hiếu với mình Mình đã từng giật của người ta Thì bây giờ người ta giật của mình Mình đã từng mắng chửi người khác Thì bây giờ người khác mắng chửi mình Tất cả cái quả bây giờ chúng ta gặp phải Đều là do cái nhân mình đã tạo ra Hạt ớt trồng thì được quả ớt Hạt cà trồng thì được quả cà Hạt dưa trồng thì được quả dưa Trồng hạt gì được quả nấy Gieo nhắn gì thì gặp quả báo nấy Quả nhớ Nên trong kinh Phật mới nói là Bồ Tát thì sợ nhân Chúng sanh thì sợ quả Bồ Tát biết gieo nhân bất thiện Sẽ gặp quả bất thiện Phàm phu chúng ta thì Quả bất thiện đến Chúng ta mới dậm chân dậm cẳng Để kêu gào la lối Nhưng nhân ác thì tha hồ Mà tạo Nên nghe Phật Pháp rồi Nó cỡ mở tâm tư quý vị những đức thường nói Sống ở cõi đời này mà hờn giận buồn khổ để mà sống Thì quá vô nghĩa rồi quý vị à Sống quá vô nghĩa Phật đã nói rằng Đến cõi đời này thuận duyên hoặc nghịch duyên Tất cả thăng bằng biến thuộc khi chúng ta gặp Có thuận có nghịch Thuận là do mình gieo nhân thuận Nghịch là do mình gieo nhân nghịch Nếu mình mang cái tâm hờn chết Người thân Vậy thì quý vị, vị tự chuốt thêm cái khổ Làm cho cái nghiệp tăng Mà làm cho cái phước của mình tiêu Nhớ đó Nên thôi Tất cả chúng ta nghe Phật Pháp Đừng nên buồn trách ai cả Dù là mình đến với người ta hết lòng Bộ phận làm người Làm cha làm mẹ hết lòng đối với con cái của mình nhưng con cái của mình thì nó tính toán với mình mình cứ hết lòng là hết lòng người ta tính toán với mình là chuyện của người ta tính toán nếu như mỗi một người chúng ta giúp người đều là chúng ta có sự mong cầu vậy thì khi người ta tính toán với mình mình sẽ rất khổ tâm Bây giờ mình xin người ta ra Mình nuôi người ta không lớn Mình không có mong cầu cái gì Người ta đáp lại cho mình Người ta có đáp với mình tốt hay là không tốt Đó là chuyện của người ta Mình xin người ta và nuôi người ta khôn lớn Là phải nuôi người ta khôn lớn thôi Nên Phật mới dạy mình Nếu làm một cái việc thiện Mà mong cầu báo đáp Thì quý vị rất dễ sanh phiền não Giống như cho mượn tiền mà suy nghĩ người ta trả Người ta không trả thì sanh phiền não Nên trong Phật Pháp Giống như đi ngược dòng nước quý vị Giúp người không đỡ trả ơn Nhưng chúng ta có tâm giáo dục Không cầu trả ơn nhưng phải có tâm giáo dục Vì mình cũng không muốn người ta làm điều sai quay Nhưng bây giờ người làm cha làm mẹ nuôi con không lớn Không lẽ đi tính toán với con không lẽ đi kể công với con Tao nuôi mày như vậy Tao cho của cải mày như vậy Bây giờ mày đối xử với tao như vậy Mày có được hay không Không lẽ mình đi nói như vậy Quý vị nói như vậy Nó cũng không phục Nên người xưa mới nói một câu rằng Công ơn của người làm cha làm mẹ Thì phải nhờ người thầy Nêu lên Công ơn của người làm thầy Thì nhờ người làm cha làm mẹ Nêu lên Hai vai trò này biểu diễn để mà dạy đứa con này Đứa học trò này Phải nhớ Con của quý vị Bây giờ bất hiếu với quý vị Thì nó đã gieo cái nhân bất thiện này Thì con của nó Sẽ bất hiếu với nó Tại vì sao? Vì nó trồng cái nhân lục đạo Thì nó gặp cái quả báo Ở trong lục đạo còn nếu như bây giờ mình sinh con ra con mình nó biết đi tu nó biết đi niệm phật nó phục vụ chúng sanh là nó gieo cái nhân giải thoát nó gieo cái nhân giải thoát thì nhất định nó sẽ quá giải cái nhân của lục đạo thì nhớ đó còn mình ở ngoài đời mình có chồng có vợ tạo sự nghiệp đó là gieo nhân lục đạo mà mình gieo nhân lục đạo mà mình phụ bỏ cha mẹ mình Thì mình gặp cái quả báo ở Trong luật đạo là con mình bắt hiếu với mình Giọt nước trước nhiễu như thế nào Giọt nước sau sẽ nhiễu theo như vậy Vậy thì con mình bị như vậy Chúng ta bây giờ bị con mình bắt hiếu với mình Chúng ta cũng đã từng gieo cái nhân bắt hiếu với cha mẹ mình Đời này hoặc nhiều đời nhiều kiếp Đã gieo nhân thì nhất định gặp quả quý vị à Nhớ đó Nên Phật Pháp cứu đời tôi cứu cái hiện tại tâm tư có thể khoan dung tha thứ cứu luôn cái huệ mạng giúp cho chúng ta đời này được giải thoát nên phật có nói là pháp thí thắng mọi thí là như vậy quý vị nên sống ở cõi đời này không có nên hờn trách ai hết không có nên buồn ai để trong tâm cả những gì thiện tốt nói được khuyên được thì chân thật mà nói mà khuyên nói phiên mà họ không nghe thì thôi chúng ta đến khỏi đời này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi cuộc đời đi qua rất là mau quý vị à mau lắm lây quay rồi tới tuổi già rồi chúng ta tạo ra cái gì và cầm theo cái gì theo trong thời gian kiếm tiền chúng ta đã tạo ra bao nhiêu cái nghiệp thì đến khi chúng ta dứt hơi thở của cõi đời này thì chúng ta phải sách theo bao nhiêu cái nghiệp tiền của vật chất thăng bằng quyến thuộc có ai mà dìu chúng ta đi một đoạn đường nào hay không quý vị dù là mình tạo tất cả gì tốt mong cho người được hưởng nhưng một hơi thở thở ra không hít vào thì chính chúng ta chịu phải nhớ đó nên sống ở cõi đời này nếu như chúng ta không gặp được phật pháp như vậy thì cuộc đời chúng ta sống quá vô nghĩa quý vị à sống vô nghĩa quá không có một ý nghĩa gì cả nên bà cụ hôm qua những đức gặp bà nói phật pháp cứu cuộc đời của bà phật pháp đã cho bà một tia hy vọng mới của cuộc đời những đứa hỏi bà tia hy vọng mới này bà cảm giác như thế nào thì bà nói rằng cảm giác an vui lắm ngày xưa khi lớn khôn có gia đình cũng có tia hy vọng mà tia hy vọng này bị chối buộc thầy ơi tạo ra một sự nghiệp nhìn những đứa con mỗi ngày mỗi khôn lớn trong lòng thì cũng vui nhưng mà đi vào cái hy vọng này, càng ngày càng bị chói buộc khổ đau trong đó. Đến khi từng tuổi này, hơn 60 tuổi mới nghe được Phật pháp. Gặp được Phật pháp, con thấy là một tia hy vọng bình yên. Những chuỗi ngày sống còn lại, nếu như con niệm Phật thì rất bình yên, những đức nói rằng. Cái công đức của hòa thượng xây ra chùa chiền tạo điều kiện cho quý vị niệm phật công đức này lớn lắm những đức có thể phát tâm nuôi người già nhưng nếu không có cơ ngơ thì làm sao làm được nên cái công sức của hòa thượng rất lớn đại chúng phải nhớ ơn phải nhớ làm bất cứ một việc gì Chúng ta phải nhận thức được Cái việc làm đó Mình thấy nó có ý nghĩa quý vị Đến cõi đời này Nếu hiểu được Thì cũng nên làm một cái việc gì đó Nó có ý nghĩa Rồi mình ra đi Chứ nếu như đến thế gian này cả đời Quay quần theo tiền bạc vật chất danh tiếng Rồi đến khi ra đi cảm thấy vô nghĩa quá quý vị à nên mỗi tuần thứ bảy những đức hướng dẫn cái lớp đạo làm con những đứa cứ nói với các cháu rằng các con nên sống có đạo nghĩa các con nên làm cái gì đó để cống hiến cho xã hội cho đất nước của mình từ gầy dựng ngay đứa con hiếu thảo mà tạo ra cái sự nghiệp của cuộc đời mình như vậy nhớ một người con mà bắt hiếu không phụng dưỡng cha mẹ Vậy thì chúng ta làm được việc gì nữa quý vị Đây là những đức nói Về những đứa con Ở ngoài thế gian Còn đứa con đi vào con đường Sức thế gian là tiếp tu Thì phải nhiệt tình Phục vụ đạo pháp Vì đạo pháp Có thể giúp cho nhân sinh lìa khổ được vui Những đức có thể Sáng nào cũng chia sẻ Phật Pháp Chiều nào cũng có thể chia sẻ Phật Pháp vì sao? Vì những đức tin vào nền giáo dục Chúng ta tiếp nhận được giáo dục Nên chúng ta mới có những chuỗi ngày bình yên quý vị Như bà cụ già kia Tiếp nhận định lực nhân quả Bà mới có được những chuỗi ngày bình yên Nếu như không có Phật Pháp Thì cuộc đời chúng ta Cứ hướng đến con đường sai lầm Giống như con thiêu thăng Nhủi đầu vào lửa Có khi có được an vui Nguôi nguôi một chút Thì nhào vào tiếp tục cái khổ Có những người con Nuôi mẹ cha trong chùa Những đức nói cái việc làm này của quý vị Là cái việc làm đại công đại đức Dù là bao nhiêu đứa con Nó giàu sang Nó phụng dưỡng cho cha mẹ cơm ăn áo bạn Cuộc sống đầy đủ Nhưng ngoài đời ăn mặn Sát sanh hại vật có khi mỗi năm làm những chương trình mừng thọ cho cha mẹ linh đình đều là sát sanh. Cái ý nghĩa này làm sao đặc biệt quý vị? Còn quý vị dù là không có giàu sang nhưng phụng dưỡng cha mẹ ở trong chùa, những người mà làm được việc này đây là cái ý nghĩa của cuộc đời quý vị. Khi được làm người, làm con mà phụng dưỡng cha mẹ ở trong ngôi Tam Bảo, Quý vị ngoài đời quý vị có phụng dưỡng cỡ nào đi chăng nữa Cũng làm sao bằng ở trong ngôi tam bảo Có khi mình còn bỏ nhiều thời gian Để lo cuộc sống sinh nhai Nhưng nếu tất cả những người con ngoài đời Mà quý vị nghe được chữ hiếu Dù nhà mình nghèo hay giàu Phải bổ túc cái chữ hiếu này để diễn cho con mình nhìn thấy vậy à cái hiếu lớn nhất là quý vị biết niệm Phật, phiên cha mẹ niệm Phật. Đây là nuôi cái huệ mạng để giúp cha mẹ được giải thoát. Những đức hướng dẫn người niệm Phật. Bao nhiêu người con hộ niệm cho cha mẹ ở ngoài đời. Họ nói với những đức rằng cái đèn bông sen những đức chỉ họ. Cứ là để cái đèn bông sen bắt cái điệu hộ niệm niệm Phật cho mẹ cha tuổi già nghe suốt. Khi cha mẹ yếu, thì tiếp tục cứ là hộ niệm bằng cái đèn bông sen rất nhiều người gặp những đức nói kết quả vô cùng là đặc biệt đó nhiều người con đã báo hiếu cho cha mẹ được cái việc niệm phật phụng dưỡng cha mẹ nhiệt tình cha mẹ già bây giờ mình không cố gắng phụng dưỡng mai mốt cha mẹ chết rồi mình muốn phụng dưỡng cũng không được quý việc đức khổng lão phụ tử ngày nói một câu con cái muốn chăm mà cha mẹ không còn Đó là những người Con ngoài đời phải hết lòng mà phụng dưỡng Không có gì lý do gì Mà chúng ta Không phụng dưỡng hết Nên những người con ở trong chùa Nếu như cha mẹ của mình Muốn đi vô chùa Thì nhất định mình sẽ phụng dưỡng Nhất định mình sẽ phụng dưỡng hết lòng Không bao giờ Chỉ cầu tiền bạc hay là anh em chị em gỡ tiền bạc gì hết Mình hết lòng phụng dưỡng Còn cha mẹ chưa đủ duyên Thì mình ở đây nhiệt tình phục vụ Thương yêu Lo lắng cho các cụ già Nên pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm Mình tu được Mà có thể khuyên người được Lợi ích lớn lắm quý vị Những đức đọc một công đoạn Niệm Phật giảng sanh cho quý vị nghe Thích đạo vũ Chưa rõ sức xứ thường ở chùa khai giác chiên niệm phật sư có tạo tượng đức a di đà bằng gỗ chiên đàn cao độ ba tắc mọc mỗi khi trì niệm hằng để tượng phật trên đầu một hôm trong khi tỉnh định thần thức đến cực lạc sư thấy một hiền giả mới xanh về đó đi nhiễu quanh hoa sen đẹp ba vòng cánh sen liền nở ra hiền giả bước vào ngồi giữa đài hoa sư cũng y theo đến một đó sen nhiễu ba vòng nhưng hoa không nở sư dùng tay kéo cánh hoa xong tất cả bỗng đều héo rũ Vừa lúc ấy Phật A Di Đà hiện thân bảo: Nghiệp chướng của ngươi hãy còn, phải trở về thành tâm sám hối mới có thể vãng sanh được. Tại sao ngươi tạo tượng ta quá nhỏ như thế? Đạo Vũ Thưa, Bạch Đức Thế Tôn, tâm lớn Phật lớn, tâm nhỏ Phật nhỏ, nói xong liền thấy đức A Di Đà to lớn đầy khắp hư không phật bảo ngươi hãy về tấm gọi khi sao mai mọc ta sẽ đến rước sức định đạo vũ tấm gọi sạch sẽ thành tâm lễ phật sám hối thật lâu xong thực lại mọi việc khuyên đại chúng tinh tu và ngõ lờ từ biệt đến thờ sư ngồi niệm phật giữa tiếng niệm phật của chư tăng tất cả đồng thấy phật đến rước Quang minh chiếu rực rỡ Trong tịnh thất sáng như ban ngày Khi ánh sáng tắt Đại chúng lại xem Thì sư đã viên tịch Lúc ấy nhầm niên hiệu Khai hoàng thứ tám Những người niệm Phật quý vị thấy quá tự tại quý vị. Quá tự tại Nên Đọc qua công đoạn này quý vị nhớ nè Mình làm thượng Phật á Ít gì cũng làm phó tượng Nhìn thấy được một chút Tượng Phật Bồ Tát Mà mình làm tượng xấu quá Thì Người ta cũng thiếu cung kính được Phải nhớ Thí dụ như trong gia đình mình thờ Một bộ tượng tam thánh Màu vàng thiệt đẹp Như chùa mình tặng nè Bây giờ quý vị thờ trên bàn thờ Ai đến nhà quý vị mà không thích ngắm nhìn giống như bây giờ mình thấy một người đẹp tự nhiên mình cũng thích nhìn Phật mà xấu có người nữa sao được nên thà mình tiền ít làm tượng ít nhưng đặt một pho tượng coi cho nó đẹp cho rõ ràng dù có nhỏ gì đi chăng nữa trong gia đình thờ cũng có được một chút chứ nếu pho tượng mà quá nhỏ mờ xấu mặt mày lem luốc vậy thì tự nhiên người ta muốn lại phật người ta không chịu lại quý vị biết rằng ở miền quê có những ngôi chùa phật bận áo bận quần mặt mày lem luốc đội mũ đội nón nhìn thấy tối tăm lắm quý vị nên tượng phật mình đúc ra phải những cái mẫu tượng phải cho đẹp sáng sủa sạch sẽ trên bàn thờ phật phải quét dọn thay nước thay hoa. Mình phải có tâm cung kính thờ Phật như vậy. Lễ ví Bồ Tát Quán Thế Âm này Phật tử khắp nơi nơi gì chúng ta được thỉnh pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa mình những đức làm đúng một mẫu tượng từ lúc trước tới bây giờ luôn. Nhưng mẫu tượng rất đẹp. Một bộ tượng quý vị thỉnh được ở chùa mình mà thờ trong gia đình thì quá đặc biệt quá đẹp tượng di đà quan âm thế chí những đức đã chọn một mẫu tượng ngồi để cho quý vị thỉnh những đức thấy bộ tượng quá đẹp quý vị à ai nhìn cũng phải khen đó nên khi đọc công đoạn này ngài thích đạo vũ là người xuất gia tu hành chuyên nhất niệm phật trong định sâu thần thức đến thế giới cực lạc những cái cảnh tượng này nêu lên để cho người niệm phật chúng ta hưng khởi cái tâm quý vị phải nhớ rằng đức phật a di đà ngài phát lên một lời nguyện chúng sanh niệm danh hiệu ta ta tiếp dẫn như vậy thì tất cả những người giàu sang nghèo hèn đẹp xấu mạnh khỏe lùng lé hô súng mù đuôi chỉ cần quý vị nghe được danh hiệu đức phật a di đà mà chí thành cung kính niệm đi đứng nằm ngồi a di đà phật a di đà phật a di đà phật cứ chân thật mà niệm phật như vậy dù là hạng này nghèo nàn cỡ nào dù đã từng tạo nghiệp phá thai nhiều lần chỉ cần quý vị chân thật niệm danh hiệu của đức phật khi mệnh chung ngài hứa nhất định ngài đến rước nên chùa mình mỗi phật tử về đây cộng tu tự những quý vị có cái máy bấm này ở đây bấm niệm phật về nhà phải cố gắng bấm niệm phật ở đây chúng ta dụng công phu tu thì mỗi một chiếc máy nghe pháp đều có cái thờ khóa tu quý vị về nhà cũng nên dụng thờ khóa tu nhưng những đức quý vị ở nhà nếu lễ phật thì lễ bốn chữ sáu chữ cũng được nhưng những đức thấy vị lễ ở gia đình bốn chữ Thì nhất quá tiền cái thờ khóa bốn chữ Quý vị nên giữ cả đời những đức cũng là đi đứng nằm ngồi là những đức cái niệm ai di đà phật bấm số ai di đà phật bấm số ngồi trên xe cũng bấm niệm phật được cái pháp môn tịnh độ này đặc biệt là nơi nào quý vị cũng niệm phật được vô nhà vị sinh tắm đi cầu đi tiểu cũng niệm phật được nhưng chỗ đi cầu đi tiểu chúng ta cứ nghe lời ăn tổ niệm thầm thầm Nên cái Pháp Môn Tịnh Độ này thù thắng là nơi nào mình cũng tu được. Nơi nào mình cũng tu được. Thí dụ như giờ tụng kinh những người không biết chữ sao tụng kinh. Người mù sao mà tụng kinh như vậy. Còn niệm Phật thì người mù người không biết chữ chẳng niệm Phật được. Nên gọi là Pháp Đại Thù Thắng là như vậy. Nên những điều những Đức chia sẻ đây nè. Cứ nói hoài về Pháp Môn Tịnh Độ. Cứ nói về khuyên người niệm Phật. Để phiên mình niệm Phật. Cứ xuyên phía người niệm Phật Là mình xuyên niệm Phật Khuyên người niệm Phật là mình sẽ không bỏ câu Phật hiệu Những đức có nói Mục tiêu thẳng Thuần là niệm Phật cầu sanh cực lạc Còn quý vị muốn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hay Hay là niệm Bồ Tát thêm Thì quý vị cứ niệm chuyện của quý vị thôi nhưng những đức phiên vị nên chân thật niệm một câu ai với đạo Phật. Đến những ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta đến đảnh lễ chân thật danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ cần niệm Phật niệm Bồ Tát là tốt rồi Học theo cái hạnh của Phật Hạnh Bồ Tát Chúng ta sống thì tốt rồi Đã nghe được Phật Pháp quý vị nhớ Không buồn giận ai để trong tâm hết Nhớ Người ta có đối xử với mình tệ cỡ nào Mình cũng không buồn người ta chứ Tất cả những người làm cha làm mẹ Không bao giờ mình đi buồn con mình chứ Con mình nó đã bắt hiếu với mình Nó đã tạo nghiệp nặng Đọa lạc không có ngày ra rồi Bây giờ quý vị còn mỗi ngày buồn trách con quý vị nữa tội cho nó nó đọ lạc biết chừng nào ra đây quý vị thôi trả cho xong món nợ này đi đừng có buồn trách nó biết đâu nó đối xử với mình tệ bạc mà mình mới đến chùa mình nghe phật pháp mình niệm phật nè thôi đừng có buồn nó nữa nghe tất cả những người làm vợ làm chồng cũng vậy không có nên buồn đối phương làm gì người ta thương mình cũng niệm ai với đạo phật mà người ta ghét mình cũng niệm ái với Đạo Phật Tốt rồi Như vậy thì cố gắng mà tốt Cái điều mà lo cho người già Mình càng làm mình càng thấy vui Vì cảm thấy cái việc làm này ý nghĩa quý vị Đưa người về với Phật Mỗi ngày mình động viên tinh thần các cụ an tâm. Các cụ bà nghe lời, bà chịu niệm Phật, bà vui vẻ. Các cụ nhớ nè Các cụ trong chùa hay là các cụ khắp nơi nơi nhớ nè Cái hành động sống hàng ngày của mình Là nhân Nó chiêu cảm cái quả báo Khi cuối cuộc đời của mình vô cùng thù thắng Là do cái nhân Lúc bình sanh mình sống Nhiệt tình Chân thành Niệm niệm về người Giúp người không cầu người trả ơn Phải có cái tâm như vậy đó Là cái nhân lúc quý vị còn sống này Nó sẽ chiêu cảm được cái quả báo Khi cuối cuộc đời Mỗi ông người chúng ta tu khỏi cần hỏi ai Quý vị tự hỏi lương tâm mình đi Quý vị càng tu tâm lượng càng mở rộng Hay là càng tu tâm lượng càng hẹp hòi Quý vị nhớ Cả lên chánh điện tu quý vị cũng là tùy duyên nữa Cũng là niệm niệm gì người tôi đủ duyên tôi lên chánh điện tu Chứ không phải là cái tâm mình nói Thôi làm cho quá không niệm Phật được Mình lên chánh điện mình tu mình niệm Phật được Cái tâm này vẫn là cái tâm ích kỷ Tại vì mình chưa đủ duyên mà Mình có cái tâm này vẫn là cái tâm ích kỷ Vậy thì bao nhiêu người người ta làm việc Người ta không niệm Phật được người ta làm sao Nên sống ở cõi đời này mỗi một con người chúng ta chung tay có một cái tâm hy sinh một chút. Mỗi người có tâm hy sinh một chút, một chút, một chút. Nó kết lại thành một cái tâm từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cả tu hành mà mình niệm niệm gì mình cũng là cái tâm nhỏ bé lắm. Mà tâm nhỏ bé tu pháp đại thừa sao mà được. Nó đâu có phù hợp với vị. Vì đọc 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà vì coi. Phải mỗi một lời nguyện là niệm niệm vì người không? Tu hành thành tựu cũng là vì người mà thành tựu. Giảng sanh vì cực lạc cũng thành tựu vì người mà giảng sanh. Lập thành cái thế giới cực lạc do nguyện lực của Ngài cũng vì chúng sanh mười phương khắp pháp giới mà Ngài phát nguyện dùng cái công đức tu hành phát ra cái nguyện thế giới cực lạc là niệm niệm vì chúng sanh mình tu mà cái niệm niệm gì mình Vậy là nó không phù hợp với cái nguyện Niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi quý vị à Con người tâm hẹp hòi nên nó bệnh hoạn Quý vị nhớ nè Mở rộng tâm lượng ra Nhớ cái câu những Đức Thường nói Mở rộng tâm ra lòng thanh thản An vui tự tại đời thông dông Con người càng tu cái tâm lượng phải càng mở rộng ra tu làm sao mà mình phát ra cái tâm mình nghĩ những cái thiện lợi ích cho người trước. Còn ta thì sao? Vậy thì đúng rồi đó quý vị. Đúng rồi đó. Những đức nói trong đoàn thể, người bệnh mình hỏi ha một tiếng cũng có phước. Trong một cái phòng có người cảm bệnh hoặc người này không chịu lạnh được Chúng ta bật quạt bắt vừa vừa Nghĩ gì người nhớ niệm niệm gì người Đó là người niệm Phật Niệm niệm gì mình đó là tâm ích kỷ nhỏ mọn Dù có niệm Phật nhiều nhưng giữ cái tâm niệm niệm gì mình Không nghĩ đến ai quý vị cũng không giải sanh đâu Phải nhớ nè Chúng ta tu hành tụng kính niệm Phật là để phát ra cái tâm niệm niệm gì người chúng ta chưa biết tu là tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn chúng ta biết tu rồi thì phát ra một cái tâm lượng mở rộng đúng rồi tu như vậy rất là đúng nhớ đó nếu như mình tu mà tu ra một cái tâm hẹp hòi nhỏ nhen vậy thì làm sao sự tu hành của mình có sự an lạc có sự an lạc là do tâm mở rộng giống như bây giờ một cái lưu nước quý vị nắm một nắm muối bỏ vào thì muối này không thể nào làm cho lưu nước bị mặn được Nhưng mà một chén nước Quý vị nắm một nắm muối bỏ vào Nhất định nước này sẽ bị mặn Muối cũng như là cái nghiệp Cái lưu nước hoặc cái chén nước Biểu thị như cái tâm Nếu như cái tâm của mình mở rộng ra Như lưu nước, như sông nước thì cái nghiệp nó bỏ vào nó sẽ bị loãng á. Còn nếu như tâm mình nhỏ nhen như chén nước Vậy thì cái nghiệp nó ở trong đó sẽ khuấy động trong đó rất dễ hiểu không nên mở rộng tâm lượng thì nghiệp lực tiêu trừ tâm hẹp hòi ích kỷ thì nghiệp tăng trưởng phước báo bị tiêu nên trong kinh vô lượng thọ phật dạy mình là niệm niệm vì người thì thân sắc vàng rồng niệm niệm vì mình thì thân thối đen Đấy không? đức phật A với đà niệm niệm vì người nên thăng sắc vàng rồng 32 tuổi tốt 80 vẻ đẹp Tuổi thọ vô lượng Chúng ta niệm niệm gì mình nên tuổi thọ ngắn ngủi Thăng bệnh hoạn Khổ đau Nên bây giờ mình biết niệm Phật rồi chuyển lại đi Chuyển cái tâm lại Cái cặp vợ chồng vô đây niệm Phật Chồng đi cũng tốt Vợ đi cũng tốt Lo niệm Phật Không có đụng chạm gì đến ai Không có nói năng gì Chuyện của ai cả không có làm phiền gì ban tổ chức hết. Nên những đức phiên tất cả mọi người niệm Phật Mình là người biết tu hành rồi Chuyển cái tâm Bất thiện trở thành cái tâm thiện Phải Có nhiều cái tâm là niệm niệm nhiều người Từng này những đức cũng bị cảm sốt Bệnh Bữa nay nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Nhưng mấy ngày nay sắp xếp Chương trình lễ lộc Sáng nay sắp xếp các cụ chiều sắp xếp bên đại tùng lâm hôm qua sắp xếp mấy cô rồi trở về phòng sắp xếp các chú có nghĩa là một cái tổ chức mà hai bên chương trình nó không đơn giản đó quý vị nếu không khéo tổ chức dễ gì mà làm nổi nếu bài bố ra là chết không thể nào làm nổi nên thật chắc cho người ta lễ bồ tát quán thế âm mình nguyện nhiều người người ta về người ta lễ bồ tát quán thế âm cầu cho cái tai nạn nó quá giải bớt cho chúng sanh đỡ khổ quý vị vì cái nguyện bồ tát quán thế âm từ bi thương yêu tha thứ chúng ta niệm bồ tát quán thế âm chúng ta phát ra cái tâm từ bi thương yêu tha thứ từ là ban vui bi là cứu khổ nhiều người có cái tâm ban vui và cứu khổ vậy thì quá giải kiếp nạn nên ngày mai chúng ta lại bồ tát quán thế âm ở đại tùng lâm mà đó quý vị nên bây giờ phật tử khắp nơi nơi người ta cũng chuẩn bị xe cộ rồi. Ngộ lắm, mỗi lần lễ Bồ Tát quán thức ăn hay lễ vía ở chùa mình Trước mấy ngày làm như tự nhiên những đức Cái tâm của mình làm như nó cũng giao cảm với Phật tử Người ta cũng háo hức người ta chở về đây Nó ngộ lắm Khi mình ăn không ngon, có khi mình ngủ cũng không được nhiều Nhưng mà tâm trạng thì rất là khỏe Tuy cơ thể những đức đang bị bệnh chưa khỏe Hoàn toàn hồi phục nhưng mà tâm trạng rất thoải mái vì mình nghĩ rằng một đời có người có thể làm được một số điều thiện là mừng rồi. Rất là may mắn mình gặp được Phật Pháp. Nếu như mình không gặp được Phật Pháp thì mình sống vô nghĩa quá quý vị. Cứ là bị một gia đình nhỏ buộc ràng, một người vợ, một mấy đứa con. Nói đây không phải là mình nói những người người ta có gia đình Mà mình nói mình may mắn mình được gặp Phật Pháp Và Phật Pháp này cũng có thể áp dụng trong mỗi một gia đình Chúng ta cũng có thể phát ra tâm lượng rộng lớn Đừng có cả ngày cứ suy nghĩ cái chuyện giàu nghèo tiền bạc vật chất cứ như vậy hoài khổ lắm quý vị à con người nên bổ túc cái mặt tâm linh của tâm mình đi có khi quý vị đi đến chùa lễ bồ tát quán thế âm hay cộng tu ngày chủ nhật thấy thì giống như mình không có kiếm được cách nào tiền nào nhưng mà cái tâm lượng quý vị mở rộng về mặt tâm linh của tâm thì lại thoải mái nên mới nói là Phật Pháp cứu đời tôi Trong kinh vô lượng thọ Phật nói Phật đi đến đâu thành áp tụ lạc Đều được giáo hóa thiên hạ hòa thượng Chờ trong gió mát Có nghĩa là Phật Pháp đi đến đâu người ta tiếp nhận Thì nhất định nơi đó tốt đẹp Nơi đó tốt đẹp Quý vị phải nhớ là cái nơi nào có Nhiều kiếp nạn là nơi đó Người ta ít tiếp nhận Phật Pháp Nơi nào có nhiều người tiếp nhận Phật Pháp Có giáo dục của Phật Đà Nhiều người tiếp nhận thì nơi đó tức khắc quá giải kiếp nạn Nên Đạo tràng niệm Phật phải mọc lên nhiều Phải hướng dẫn nhiều người biết niệm Phật Và tin nhân quả Cuộc đời có người biết được Pháp môn tịnh độ Có thể sống hiện tại cuộc đời được tốt Khi cuối cuộc đời Thì có phương hướng ra đi Đặc biệt quá quý vị Sống như vậy thì quá có ý nghĩa rồi nếu như chúng ta sống cả cuộc đời là lam lũ Cuối cuộc đời là không biết đi về đâu Hước hước mà chết Chết xong đỏ lạc như vậy thì một đời ổn quá quý vị Nói bà cụ bà sống trong chùa bà niệm Phật Người con trai cũng không được lanh lẹ Nhưng vô đây niệm Phật bây giờ Chú cũng lanh lẹ Những đứa không qua gặp những đứa nói Mấy ngày Mẹ mắc nhiệt tình niệm Phật cho mẹ nghe không đây là lúc mà mình làm con báo hiếu chân thật cho mẹ cha Trong gia đình cố gắng sắp xếp được Ở đây niệm Phật 49 ngày cho mẹ Hồi hướng cho mẹ Cuộc đời có người chúng ta Rất là may mắn Mình giúp cho cha mẹ được vô ngôi tam bảo niệm Phật Đây gọi là đại công đại đức quý vị à? Không phải mình bắt ép Mà là cha mẹ muốn niệm Phật mình hỗ trợ hết lòng Cha mẹ ở nhà mình nhiệt tình lập bàn thờ tam bảo cho cha mẹ tu hành đây là quý vị báo hiếu từ tâm đó từ cái hành động của mình làm con làm như vậy con mình nhìn thấy mình đối xử với ông bà cha mẹ như vậy con mình học theo nó cũng báo hiếu cho mình giọt nước trước nhiễu thì sao thì giọt nước sau nhiễu như vậy quý vị à nhớ nên phật pháp hay lắm mình nên gieo cái duyên cho con mình hiểu được phật pháp cháu mình hiểu được phật pháp con người mà không nghe đạo thì tệ lắm mấy vị à. Không việc sai gì mà mình không dám làm. Như những đức lúc trước không biết Phật pháp cũng làm nhiều điều sai làm hư hỏng. Những đức từng nói rằng nếu những đức không gặp Phật pháp, cha mẹ ruột mình cũng chưa chắc mình nuôi, chứ đừng nói chi là nuôi cha mẹ người khác. Nên mới nói là Phật pháp cứu đời tôi là như vậy, nghe đạo hiểu rồi, biết được chánh tà, biết được việc này tốt thì làm, việc này không tốt thì không làm. Con người chúng ta Quý vị phải nhớ Được tiếp nhận giáo dục Nên mình mới hướng đến thiện tâm Nếu chúng ta không tiếp nhận giáo dục Thì chúng ta là hẹp hòi Luôn luôn là chỉ có ích kỷ nhỏ mọn Chỉ biết mình mà không biết người khác Nên quý lắm Gặp Phật Pháp là quý lắm Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi về đây Tu hành những đức quý quý vị lắm Không có suy nghĩ tiền bạc vật chất gì Chỉ mong quý vị cố gắng niệm Phật Và về đây nắm được phương pháp tu Đem về gia đình của mình Để áp dụng trong gia đình phải nhớ tu hành là tu sửa Sửa những hành vi sai lầm của mình quý vị à Nhớ tu là tu sửa Sự hơn thua đấu đá nó không có một cái lợi ích gì cả Giữa vợ chồng sống với nhau Nhờ mình tiếp nhận được Phật Pháp Nên mình có thể nhịn nhẫn Nhẫn nhịn hòa Nhớ nhẫn nhịn hòa Hòa thì hạnh phúc Đúng với nhau thì không được hạnh phúc Chồng nói vợ sai, vợ nói chồng sai Ai cũng đều nói tôi đúng vậy thì bất hòa rồi Gia đình bất hòa làm sao hạnh phúc Mình nghe được Phật Pháp, mình hiểu rồi Tôi sai rồi Thì tức khắc người kia cũng sẽ suy nghĩ Mình sai, mình nói người ta sai Mà người ta chấp nhận người ta sai Lương tâm mình ở đâu Tức khắc sẽ hồi quan phản chiếu Sẽ tự quay lại lương tâm mình cho quý vị nên trong kinh Phật nói nhẵn nhỏ thành tụ nhỏ Nhẵn lớn thành tụ lớn Người tu đạo mà không nhẵn thì sao thành tụ Nhẵn là tâm lượng lớn Nhẵn là hòa Người tu hành phải hòa Phải nhớ đó Chúng ta phải nhắm mục tiêu để mà tu phải hòa Phải nhẵn, phải nhịn Đó là người niệm Phật á là vô với đà là lượng Phật là giác Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi Ai di đà Phật, ai di đà Phật Ai di đà Phật, ai di đà Phật là vô lượng giác vô lượng giác vô lượng giác niệm cái vô lượng giác này nó phát tâm giác ngộ nếu như mỗi ngày chúng ta mê hoặc điên đảo vậy thì chúng ta săn hẳn hơn thua đấu đá tranh giành của cải anh em cũng tranh giành của cải của cha mẹ cũng tranh giành đất đai người ta một chút cũng lắng ganh đất đây là cái tâm keo kiệt cái tâm nghèo nàn cái tâm khổ đau đời đời kiếp kiếp cái tâm đỏ lạc trong loài ngạo quỷ vì sao vì tham tham thì chiêu cảm quả báo là trong quỷ đạo đối khác nên gọi là tham là nghèo nàn Sân hẳn thì quả báo là địa ngục Khổ đau giết chóc Sân hẳn quý vị coi Mỗi lần sân hẳn gương mặt sạm đen Đỏ bưng bừng Mỗi khi sân hẳn không kìm được Có khi muốn giết người Ngu si không biết chánh tà thì chiêu cảm là xúc sanh Đó Gieo nhân gì gặt quả báo nấy mình là người tu học mình nghe định lực nhân quả chỉnh đốn cái tâm lại nhờ chỉnh đốn cái tâm lại lợi ích lớn lắm nên phật tử về đây bây giờ giờ này quý vị đang ngồi ăn cơm quý vị nghe gì sống trong pháp vị ăn cơm cũng nghe niệm phật đi vòng vòng cũng nghe niệm phật một ngày mình sống trong chùa là một ngày mình chăn quý trong ngôi tam bảo mình chấp hành nội quý trong chùa mình phải biết chăn quý quý vị à nhiều người bây giờ miền trung miền ngoài người ta đang gặp bão tốt Nói bảo đang đổ bộ vô nữa Khổ Chưa xong tiếp tục khổ Mình bây giờ đang bình yên Mình được ngồi trong ngôi tam bảo nghe Phật Pháp Nghe niệm Phật Quý quá rồi Bao nhiêu con người giờ này người ta đang ngồi quán cà phê Tán ngậu nói chuyện này chuyện kia Hoặc là ngồi bàn nhậu nhậu xong Nói chuyện này chuyện nọ hơn thuốc Rồi bao nhiêu con người phải đi kiếm tìm cuộc sống Chạy đôn chạy đáo ngoài đường Có những người giờ này đang ngồi trên lóc nhà Vì bảo tố Mình giờ này đang ngồi trong ngôi tam bảo bình yên phú vị lớn quá Nếu quý vị nhận thức được Thì vô cùng là chân quý Nếu không nhận thức được Thì quý vị sẽ không có quan trọng gì Nhớ đúng. Nên mình được ở trong ngôi tam bảo là quý lắm Nên cái người mà có phước không có phước Quý vị biết quý vị vô ngôi tam bảo vì biết liền à Quý vị có phước vì ở trong ngôi tam bảo thì thích lắm Thấy người quý vị thấy an tâm Còn quý vị mà không đủ phước Ở trong ngôi tam bảo một hai ngày là tức khắc Nó nhốn nháo cái tâm của mình Nó muốn chạy ra ngoài đường không mà à, đó là cái tâm thiếu phước Cái tâm thiếu phước Quý vị kiểm ở chỗ này là biết liền Quý vị coi ngoài đời nào là hơn thua đấu đá Của chuyện Nhưng mà một số người trẻ trẻ người ta chưa đụng độ khổ quá Người ta chưa biết đâu Nên những người già cảm thấy ngao ngát Những đức chưa già nè Mà những đức cảm thấy ra ngoài đời người ta thấy ngán, Xe cộ ồn náo Kẻ hơn thua đấu đá Quá trời luôn Trong đạo cỡ nào đi chăng nữa cũng nhẹ Chứ đâu có đến hỏi quá đáng đâu có mở mắt ra là cái gì cũng tiền 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 nên mình lâu lâu được vô ngôi tam bảo 4 năm ngày mình phải chăn quý mình phải hòa nhập được với ngôi tam bảo mình phải cảm thấy rằng mình an tâm mình vui ở trong ngôi tam bảo đây mới là người có phước cái người thường niệm phật được nó mới cảm giác được ở nhà mà không niệm phật đi vô đây tự nhiên vô ngôi tam bảo niệm phật cũng là nhốn nháo cái tâm ngồi chưa nóng cái mông là muốn chạy thì quý vị biết là do ở nhà không niệm phật đi nhiều quá cứ lên lên đi chỗ này đi chỗ kia nhiều quá Tiếng học Phật Pháp mà đi nhiều quá Làm sao chủ được một nớ Sách thế gian nói an cư mới lập nghiệp Phật Pháp nếu quý vị Không trụ một chỗ nào mà tu làm sao quý vị thành công Hàng cư sĩ cũng vậy Nghe được Phật Pháp nên áp dụng Phật Pháp trong gia đình của mình Làm tròn trách nhiệm Làm chồng làm vợ cố gắng tu hành Vì thì tốt rồi Quý vị học Phật như vậy ai mà không muốn học Phật theo còn bây giờ hết đi chỗ này đến đi chỗ kia Đi suốt đi sanh phiền não Đi làm điều thiện cũng phiền não Đi cho quà từ thiện cũng phiền não Phiền não là do chính cái tâm mới bị phiền não Người ta khó khăn Thì khi mình cho quà người ta sợ hết Người ta lỡ người ta muốn có Mình thông cảm thôi đó là có dụng công phu mới thông cảm Không có dụng công phu thì mình trách người ta Tại sao vậy 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 Mình trách người ta mình sanh phiền não phải không Trách người là mình sanh phiền não mình có tâm giúp người Người không nghe thì thôi Chứ mình không có sanh phiền não Nhớ Tu hành là tự điều chỉnh tâm mình Đừng buồn dặn người để trong tâm Những đứa cứ nhắc cái câu này hoài Quý vị khi không buồn dặn người để trong tâm Thì tức khắc câu vật hiệu Sẽ lưu sức từ tâm quý vị thường xuyên Còn quý vị thường buồn dặn người ta để trong tâm Vậy thì câu vật hiệu để ở đâu Nó ngăn chặn đạo từ cái tâm ích kỷ đó đó Nhớ đó Dù mà là mình đi làm điều tốt Mình cũng phải đủ duyên nếu phan viên cái lao hoài đi hoài Với cái vị hết tu được Cuối cuộc đời quý vị Nó không có đủ cái nhân viên thù thắng Thì có khi nó nằm ở đầu đường xóa chợ nó chết đó Ừ. Uhm, người ta được trong ngôi tam bảo mắt được hộ niệm đàng hoàng gì Là do cái tâm người ta ở một nơi Người ta chấp hành nội quy trong chùa Người ta cố gắng niệm Phật Nên pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm Rất là thù thắng Nhưng Đức đọc một câu chuyện giảng sanh cho quý vị nghe nè Chí thông Pháp Sư họ trình quê ở tỉnh hà đông từ thở bé ngày đã mộ đạo thường cầu xin sức gia cha mẹ lấy làm lạ cuối cùng điều vui lòng chấp thuận bảo hãy đợ hơi khôn lớn qua 10 tuổi sẽ cho xuống tóc sau khi chí nguyện đạt thành pháp sư kính thuận thờ thầy không nài khổ nhọc nghiêm giữ giới hạnh ngày đêm lúc nào rõ rảnh lại siêng năng niệm Phật tụng kinh Sau Ngài đến học kinh luận với diễn pháp Sư và tuấn lực sư Học nghiệp đã thành về chuyên tu tịnh độ tại chùa Ngoài ra còn kim tạo các phước lành như truyền giới thiết pháp Lập nhà dưỡng lão viện cô nhi Thực hành cả tài thí lãng pháp thí Năm đại nghiệp thứ bảy đờ tỳ vào tháng 10 pháp sư nhiễm bệnh dạy thị giả chờ niệm hồng danh a di đà phật một lòng hồi hướng cầu sanh cực lạc được vài hôm ngài bỗng chợt ngồi dậy mở mắt nhìn chăm chú về tay dây lâu rồi bảo cảnh màu đẹp không thể nghĩ bàn vị tăng thị giả là đảnh cái hỏi pháp sư đáp ta thấy lọng hoa chàng báo cùng điện tháp rất trang nghiêm đến tối bỗng hỏi làm gì mà đốt đèn đuốc quá sáng chói như thế rồi liền bảo tắt đèn dây lâu lại bảo ồ lạ sao ánh sáng càng thêm rực rỡ đảnh cái thưa đó tắt là tướng tịnh nghiệp của thầy hiện lộ không có chi lạ chí thông nghe nói chắp tay niệm Phật Đến sáng rồi bảo Xin giả từ đại chúng tôi sanh tịnh độ Nói xong liền viên tịch Lúc bấy giờ bỗng nhiên Đất núi đều rung động Cửa sông rách nứt vị tăng Tại bản tự đạo huệ đang nằm mơ Mà mộng thấy nơi đảnh nơi sao chùa Hiện lên lầu đài điện cát Từ từ nhẹ nương hư không bay thẳng về tay Đây là những câu chuyện niệm Phật giảng sanh Để mỗi một người niệm Phật của chúng ta có lòng tin đối với tịnh độ quý vị Chắc chắn Quý vị là người có lòng tin với tịnh độ chân thật niệm Nhất định đời này giảng sanh Chắc chắn Nên những đức nói với đại chúng rằng Quý vị ở trong ngôi tam bảo mà Vừa tu hành vừa có thể phục vụ chúng sanh được gì Phù hợp vào kinh A-di-đà Phật dạy quý vị có thể tích tụ được thiện căn phước đức nhân viên niệm phật để sanh về thế giới cực lạc phù hợp phải biết chăn quý nhân viên này không? phải biết chăn quý nhân viên này nha quý vị phật tử về đây cố gắng mà niệm phật cầm chiếc máy bấm số niệm phật đặt vài chiếc máy nghe pháp về tặng cho người thân cuộc đời con người sanh không mang đến chết không mang đi quý vị những gì làm tốt được nên chân thật mà làm Cầm chiếc máy bấm số bấm niệm Phật Về nhà tiếp tục mà bấm niệm Phật Tính ra cái thời gian làm cả ngày Thời gian mình niệm Phật Khoảng được bao nhiêu ngàn câu Rồi với số lượng đã chuẩn xác Rồi bấm niệm Phật Cứ cầm cái máy bấm số đi đứng nằm ngồi Ai với Đà Phật bấm Ai với Đà Phật bấm Ai với Đà Phật bấm Cứ như vậy mà niệm thôi Ngồi trên xe Đi xa hơn Lúc nào rảnh đổi là bấm số niệm Phật, đi vô đồng làm ruộng rẫy, cầm theo chiếc máy nghe pháp niệm Phật. Cứ là có cái tâm như vậy mà tu đi. Vì bị càng tối thì sẽ thấy lợi ích lớn vô cùng nhớ nè. Nhớ Phật thì chuyện nghiệp quên Phật bị nghiệp chuyện, nhớ Phật thường vui, quên Phật thường khổ. Khổ là do nhớ khổ, nhớ nghèo, nhớ bệnh, nhớ xấu, nhớ mình thua xúc người ta nên mình khổ. Bây giờ mình nhớ ai với đạo Phật? Dù cuộc đời chúng ta đến thế gian này nghèo, bệnh, xấu xí đi chăng Nhưng quý vị biết niệm Phật quý vị là không phải người khổ đâu Cái người giàu sang phú quý mà không biết niệm Phật người này mới là người khổ nè Vui được bao lâu Khổ kế một bên kìa Nhớ đó Nên mình biết niệm Phật là quý lắm Người có đại phước báo đại nhân viên Mới tin pháp môn tịnh độ này Quý vị mỗi ngày niệm Phật quý vị là người đại phước báo đại nhân viên đó Cố gắng mà niệm Phật nhau Nên á lễ lộc về chùa đông đúc. Chúng ta mỗi người từ đồ đạc của mình cái gì cũng gọn gàng. Đi về chùa đông người quá, điện thoại, tiền bạc, dây chuyền vàng để ở nhà đi. Đến chùa muốn cúng ngôi tam bảo cái gì thì bỏ vô thùng tam bảo là xong. Muốn đặt máy thì gặp mấy cô đặt máy rồi gỡ lại đó. Tới mình đi về mình vô mình lấy. Đấy không? Nên những đức nhắc như vậy đó, chỗ đông người. Nên chúng ta sống cái gì cũng phải rõ ràng kỹ lưỡng vậy thì quý vị đi đến chùa vừa nghe giáo dục được vừa được tu hành chúc tất cả đại chúng quý vị về chùa ai sống cũng quan hỷ vui vẻ gặp nhau đều chấp tay niệm a di đà phật khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị và a di đà phật nguyện đem công đức này A về khấp tất cả để từ và chung sanh đồng sanh về tình độ,